cộng đồng mạng quốc tế thất vọng với nhan sắc Lý Tử Thất đời thực. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí D News. Lý Tử Thất từ lâu vốn đã là một nữ YouTuber nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà danh tiếng còn lan sang nhiều nước châu Á, thậm chí ở châu Âu hay Mỹ, rất nhiều cư dân mạng cũng đều biết đến cô nàng và ngưỡng mộ vẻ đẹp thoát tục như thần tiên tỷ tỷ. Tuy nhiên, mới đây khi tham gia sự kiện đêm hội Weibo 2021, Lý Tử Thất lại gây ra khá nhiều bất ngờ, nhiều người còn bày tỏ sự thất vọng khi thấy cô nàng không được xinh đẹp như trên phim. Và ý kiến khác còn nhận định trông Lý Tử Thất hơi đơ cứng và thiếu tự nhiên. Lý Tử Thất khi xuất hiện tại sự kiện đã lựa chọn một bộ váy bồng bềnh rất nữ tính. Tuy nhiên đúng là khuôn mặt cô nàng trông không được tươi cười rạng rỡ cho lắm. Và chính chiều cao hạn chế cũng khiến cho Lý Tử Thất trở nên lọt thỏm giữa các nhân vật khác. Dẫu vậy, fan của Lý Tử Thất vẫn cho rằng rất có thể do ít khi đi tham dự các sự kiện nên trông cô nàng hơi căng thẳng. Nhiều người cũng đưa ra lời giải thích về việc nhìn mặt Lý Tử Thất ở ngoài không quen là do khi quay video, cô nàng chỉ thường xuyên chọn góc mặt nghiêng chứ rất ít khi nào lội mặt chính diện. Và con gái thì ai cũng biết rồi, đều có góc chết cả nên sự cố này cũng có thể chấp nhận được. Thêm vào đó, đúng là trên các video, Lý Tử Thất luôn rất mộc mạc và các góc quay cũng được lựa chọn kỹ càng, thêm hiệu ứng ánh sáng, âm thanh nên có thể mọi thứ sẽ nuột nà hơn. Vừa rồi là những thông tin không thể bỏ lỡ trong ngày. Các bạn đừng quên bật chuông thông báo kênh tin tức giải trí D News để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày.